Rồi, sau khi đọc yêu cầu bài toán, chúng ta thấy được rằng bài toán này để xử lý nó khá phức tạp. Bởi vì các cái ảnh x trừ 2 chẳng hạn đi, thì nó lại ở dưới cơ số, còn biểu thức nó 2 của x bình trừ 8 nó lại nằm ở trên tử. Nên chúng ta cần một công thức gọi là công thức đổi biến số để xử lý bài toán này. Đó chính là A log BC chính là bằng C log B của A. Nên là ta sẽ đổi chỗ chữ C với chữ A với nhau, đổi chỗ hai cái này với nhau, thì ta sẽ được hai cái bằng nhau. Với điều kiện là A và C phải dương. Số B là một phần cơ số của logarit nên là 0 phải bé hơn B và B phải khác 1. Chúng ta phải có lưu ý có điều kiện như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh công thức trên. Thì ta có như sau. A log BC bằng C log BA. Chúng ta sẽ sử dụng các biến đổi tương đương. Bây giờ mình sẽ lấy log B của hai vế. Ta sẽ tương đương với lại log B của A mũ log B của C chính là bằng log B của C mũ log B của A. Rồi bây giờ chúng ta dùng công thức, ta sẽ đưa cái số mũ này lên trên trước cái log, sẽ tương đương với lại log BC nhân cho log BA. Tương tự bên đây cũng bằng, theo công thức biến đổi logarit mình sẽ đưa cái số mũ lên đằng trước là log BA rồi nhân với lại log B của C. Thì bạn thấy thì hai cái này bằng nhau, vậy đến cái này luôn đúng. Vậy ta sẽ suy ra được là điều phải chứng minh. Chúng ta có công thức đổi biến, nó chính là chúng sẽ đưa cái phần đa thức ở bên trong cái lót ở trên mũ, ta đưa xuống dưới, ta đổi chỗ với nhau. Thì mình đã chứng minh được công thức này luôn đúng. Bây giờ mình sẽ áp dụng. Để áp dụng, đầu tiên là phải có điều kiện trước. Chính là điều kiện đó chính là x bình trừ 8 phải vuông do nằm ở trong logarit. Cái này sẽ tương đương với lại hoặc là x lớn hơn 2 căn 2 hoặc là x bé hơn trừ 2 căn 2. Đó là điều kiện của x. Bây giờ mình sẽ đặt phương trình đó là sao, thì mình sẽ được là sao tương đương với lại, bây giờ mình sẽ biến số 8 thành 2 mũ 3 là 2 mũ log 2 của x bình trừ 8. Bây giờ mình sẽ cho tất cả mũ 3, mình sẽ đưa mũ 3 ra bên ngoài. Cái này chính là bằng x trừ 2 x cộng mũ 3. A mũ 3 bằng B mũ 3 thì sẽ cho hai cái bên trong bằng nhau. Và ta lại nhận xét đó chính là 2 mũ log 2 thì nó sẽ chuyển với nhau. Nó sẽ tương đương với lại x trừ 8, x bình trừ 8 chính là bằng x trừ 2. Chuyển vào một vế ra được x bình trừ x trừ 6 bằng 0 tương đương với lại hoặc. Hai trường hợp đó chính là hoặc là x bằng trừ 2 hoặc là x bằng 3. Và ta có điều kiện là x lớn hơn 2 căn 2 x phải bé hơn trừ 2 căn 2, và ta sẽ loại trường hợp ở trên. Là do số 2 nó nhỏ hơn 2 căn 2 và ta sẽ nhận do số 3 lớn hơn 2 căn 2. Là kết luận tập nghiệm của phương trình chính là s bằng một số 3 thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.